Đây, cô thấy này, cô rất là giỏi nha. Cái bồ câu này mình nhập bên Thái về luôn hay sao anh? Đúng, bồ câu này nhập 100% bên Thái về. Và cũng nhiều người thì lại băn khoăn bảo là không biết cái hay đẳng không? À. Nhiều người thì là băn khoăn đấy, thì họ bảo là bên Trung Quốc cũng có một cái giống mà nhìn như giống Thái này, thì anh có thể nói kỹ hơn về cái loại giống đấy không? Giống Trung Quốc để chỉ cho, để đằng đây có một cặp loại của Trung Quốc à. Để hay là chỉ kỹ cho. Của ông bạn ông nuôi bây giờ không thành công, mà mình cũng lấy đó về để mình để cho phân biệt cho bà con coi nhé, như cái nào là của Thái mà siêu thịt, mà coi như nào của Trung Quốc, để cho mọi người thấy cái sự phân biệt đúng không? Rồi. Bây giờ anh có thể cho mọi người xem luôn nhé. Đâu là cho à, con này là cái loại thì người ta hay bảo là titan mà của Trung Quốc vậy à? À đúng rồi, rất là nhỏ, quá nhỏ luôn. À. Anh có thể thử cầm một tay con lai đấy, một con titan Thái thực sự để cái gì mình dễ phân biệt không? Con này, này. À. Con này là con lai nha, con này là lai nè. Đây là con bên tay phải của anh là titan Thái siêu thịt. Ừ. Còn bên tay trái của anh là titan Thái mà người ta hay bảo là titan Thái của Trung Quốc đấy. À, bên tay đồng hồ thì hiện giờ con này là một câu lai. Là thịt nó tanh. Mà nó nuôi không được cái gì, đẻ một con ra nuôi con rất là nhỏ, nhưng mà cái này là con lớn nè. Ừ. Coi là con trưởng thành nó bự vậy. Anh có thể dơ hai con lên để mọi người xem kỹ không? Giờ mình dễ lắm, mình coi nè. Cái con Trung Quốc là một gan là hết đúng không? Ừ. Còn cái con của Thái nè, hai gan là giờ là mới hết, mới bằng một con. Là một con nó bằng nhỏ hơn mà. À. Hai cái con này có phải là cùng cái cùng tương đương cái số ngày nuôi đúng không anh? Đúng rồi, nó bằng hết. Và bây giờ mình có thể cân thử xem cho người ta thấy rõ hơn được không? Không, cái này mình cân sẵn rồi. Cái này giờ là có 4 lạng thôi. À. Còn con này nó 7 lạng. À, cho mình có thể xem kỹ hơn về con đây là titan Thái nhập từ bên Thái về các bạn nhé. Đây còn con này là con chim lai mà lai hiện giờ á, mà người ta hay bảo là giống titan, nhưng mà thực chất á là đây là giống lai thôi. Và cái giống này nó cũng không hiệu quả lắm đúng không? Đúng, không có hiệu quả. Ừ. Dở lắm, nó đẻ trứng ra nó đạp bể. À. Mà nó nuôi con thì nó đạp con. Mà nó nuôi con thì chỉ được nuôi từ 1 đến 2 con chứ không được mà nuôi một cha mẹ mà nuôi được 4 con như hiện giờ. Nhưng mà tại sao hiện nay có phải là những cái người nuôi ở phía Bắc họ mắc lừa nên họ nuôi titan Thái này không anh? Ở ngoài phía Bắc á, nhiều hộ người ta cũng mua đúng chứ ngoài không. Nhưng mà mua của Trung Quốc á, Trung Quốc qua bên Thái nó mua về. Nó mua về nó đẻ lấy trứng, xong tới mùa đông của nó bên đó lạnh quá rồi, nó bán qua Việt Nam. Là cái gì nó lấy trứng hết rồi. Là Việt Nam mua qua là coi như về là luôn không bao giờ có lời. Chẳng hạn như giờ để mình nói cho hiểu, bà con hiểu. Ở bên Thái á, là nhiệt độ của nó không bao giờ trên 35 độ, cũng không bao giờ dưới 27 độ. Mà ở bên Trung Quốc á, thì một có tháng thì lạnh quá thì nuôi chim không được, mà nóng quá cũng nuôi chim không được. Thành thị thử ra cái nào mà lạnh quá, mùa đông xuống nhiều quá, bán qua Việt Nam. Việt Nam mua những cái con đó là Trung Quốc nó lấy trứng hết rồi.
với lại bên Trung Quốc nó cho ăn một cái đậu tương là mua về là hình như 2 tháng đầu là bồ câu nó nuôi khỏe lắm, 2 tháng sau là nuôi bồ câu ưa chết. Đó, rồi cho ăn đậu tương là những con nó đẻ không được, nhiều hộ người ta lại đây người ta phàn nàn là tình trạng như vậy. Còn ở đây bồ câu ta này bao bà con nuôi 15 năm đẻ suốt hết. À, có nghĩa là đây là cái giống Titan Thái mà mình đang nhắc đến đấy đúng không anh? À, con của nó có thể nói là rất đẹp đúng không anh? Đúng. Đây, cho mọi người có thể nhìn rõ này. Con nó rất là to, nuôi con giỏi. À đây là hai con này là đang đẻ trứng đấy đúng không anh? Đẻ trứng. Đây là con chim này nó đang ấp đây các bạn này, đang ấp trứng này. Và những con chim nào mà nó đạt trứng thì mình sẽ cho vào lồng ấp. Đây, bên này cũng đang ấp này. Thì cái loại Titan Thái này nhiều người thích nuôi sở dĩ bởi vì nó đẻ lứa rất là dày. Và cái nó rất là chăm con, khi mà đẻ ra rất là chăm con. Với lại trứng nó ấp, khi ấp thì nó không làm bể. Như nhiều những cái loại bồ câu khác như là cái loại bồ câu như là Pháp hoặc là cái Titan mà của Trung Quốc như mình vừa nói vừa rồi ấy, thì cái khả năng ấp của nó tự ấp á, nó không cao. Và đa số là nó đạt bể trứng các bạn ạ. Đây, hai cặp một bồ câu này thì cũng đang trong quá trình ấp này. Đây, tất cả đều đang ấp. Và như mình cũng đã nói hồi nãy là các loại bồ câu thì mình sẽ ghép khi mà trong quá trình nó nở xong thì mình sẽ ghép có khoảng là 3 đến 4 con trong một cặp bố mẹ. Đây mình có thể cho mọi người xem ví dụ về một cặp nó đang nuôi con đi, để cho các bạn thấy rõ hơn về hình ảnh. Đây có một cặp bố mẹ đang nuôi cả 3 con này. Đấy, như mình phân tích kỹ là loại bồ câu Titan Thái nó có một cái ưu điểm, đó là có thể nuôi 3 đến 4 con cùng một lúc. Và những cái loại bồ câu khác thì không thể làm được cái chuyện này. Cái này thì chỉ có 7 ngày thôi, nuôi 3 con 7 ngày nè. 7 ngày mà ba lớn như vậy nè. 7 ngày nó trọng lượng nó cũng 300 g mà. Nó lớn nhất là 700 g á. Cái này là lúc nở ra là được 7 ngày rồi. 7 ngày à? Cái này thì được bao nhiêu ngày nữa thì mình có thể mình bán được anh nhỉ? 15 ngày nữa mình bán. Hay là ta tổng cộng là từ nở ra cho tới tới bán là 20 ngày là mình bán. Ở đây con chim bồ câu nó 15 ngày nè. Đâu anh bắt có thể bắt con 15 ngày cho mọi người nắm rõ được hơn không? Đây con phải bự như vậy nè. Con này là được 15 ngày rồi. 15 ngày, nó phải bự như vậy. Con này thì bây giờ mình bán trên thị trường là khoảng bao nhiêu tiền một con anh nhỉ? Hiện giờ mình bán ra cho nhà hàng á là 65 ngàn một con. Ừ. 65 ngàn một con. Nó ra phải 3 con bự như vậy mà được nha. Bự như vậy nè. Nó nằm ở 5 lạng đến 7 lạng. À. Cha mẹ là nuôi phải 5 đến 7 lạng một con hết. Mà 3 con như thế này đây. Một ổ 3 con, 4 con hết. À trên cái kênh của mình thì cũng có nhiều người bình luận là không biết là cái loại bồ câu ra ràng này, thì khi mà có nhiều người không đủ kinh tế họ nuôi thì họ bắt cái con này về họ nuôi thì họ có làm giống được không anh nhỉ? À, hiện giờ ở trại Minh Dũng có hướng dẫn hết cho bà con bán con giống và để lại con giống nuôi.
Tại nhau đẻ ra rồi mình chỉ cho bà con nuôi là để giống luôn. À. Hướng dẫn 100% để giống như thế nào. Tuyển chọn ra con nào cho đẹp để giống, để cho bà con tự nhân giống ra. Sau này là có con giống mà ở đó mà tự làm ra luôn để nuôi luôn á. Tại mình cũng chỉ từ khâu từ đẻ cho tới bán.